Mến chào các bạn yêu thích bóng đá, trở lại với phần nhận định, phân tích, soi kèo tỷ số trận đấu giải Ngoại hạng Anh giữa Liverpool với Crystal Palace vào lúc 21 giờ ngày 18 tháng 9. Vòng thi đấu thứ 5 Ngoại hạng Anh tới đây, Liverpool được trở về sân nhà Anfield để tiếp đón Crystal Palace. Vào lúc này đội chủ nhà đang có phong độ hủy diệt, do đó sẽ thật khó để các vị khách có thể làm nên bất ngờ. Đoàn quân huấn luyện viên Jurgen Klopp đang thi đấu đúng với những gì mà một ứng viên vô địch cần phải làm. Sau 4 vòng đấu đã ra sân, Liverpool chưa nhận lấy bất cứ trận thua nào. Cụ thể lữ đoàn đỏ có thể 3 chiến thắng và chỉ hòa duy nhất một trận. Đó là trận chia điểm đáng tiếc 1-1 với Chelsea, khi đó là trận đấu mà Liverpool chơi ép sân hơn hoàn toàn. Lần ra sân mới nhất, Liverpool đè bẹp đối thủ khó chơi Leeds United đến 3-0 ngay tại sân khách. Đáng chú ý, Salah có cho mình một pha lập công để có 100 bàn thắng sau 126 trận ra sân của mình. Rõ ràng De Kop đang sống dựa vào phong độ của cầu thủ người Ai Cập rất nhiều. Nhìn vào bảng xếp hạng thời điểm hiện tại, Liverpool xếp thứ 3 với 10 điểm trong tay. Bên kia chiến tuyến, Palace vừa có được vòng đấu trên cả tuyệt vời. Họ phải đụng độ đội chưa thua bất kỳ trận nào trước đó là Tottenham. Thế nhưng đại bàng đã đè bẹp đối thủ cùng thành phố đến 3-0, qua đó có cho mình trận thắng đầu tiên dưới trướng của huấn luyện viên Patrick Vieira. 3 điểm đầu tay này giúp Palace vươn lên vị trí thứ 11 với 5 điểm có được. Thế nhưng để gia tăng điểm số trong trận sắp tới xem ra là nhiệm vụ quá khó cho Palace. Bởi lẽ đội chủ nhà Liverpool quá mạnh vào thời điểm hiện tại. Liverpool vẫn là đội bóng có đẳng cấp cao hơn so với Crystal Palace. Cùng với lợi thế sân bãi và đội hình vượt trội, có lẽ Liverpool khó lòng đánh rơi chiến thắng cho mình. Nhận định Liverpool với Crystal Palace. Soi kèo tỷ lệ nhà cái châu Á chọn cửa trên Liverpool. Trận gần nhất Liverpool chấp League 0.75 bàn thắng kèo. Trận gần nhất Crystal Palace được Tottenham chấp 0.5 bàn thắng kèo. Thời gian qua Liverpool xứng đáng là nơi đầu tư